Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay mình đang có mặt trên một cái chiếc xe, một cái gọi là khá là quen thuộc luôn ấy. Nói chung là Việt Nam mình cũng khá là thịnh hành. Không biết các bạn nhìn, các bạn có biết không? Đây là con xe 4 chỗ của Toyota các bạn. Nó là cái con xe Vios đó. Một trong những cái con xe mà nó chạy ngoài đường Việt Nam khá là nhiều luôn đó. Và hôm nay nói chung thì lúc trước các bạn nhớ mình có quay một cái clip gọi là review cái nội thất của chiếc xe Fortuner không? Đó, thì hôm nay nhân tiện hôm nay mình đang ngồi trên một chiếc Vios thì tại sao mình không làm một cái clip gọi là xem trên cái chiếc Vios này nội thất nó có cái gì nữa nè. Đấy, thì hôm nay mình sẽ quay tiếp tục một cái clip để cho các bạn xem đó, đặc biệt là những cái bạn nhỏ yêu mến xe, yêu thích xe các kiểu mà các bạn không có điều kiện để leo lên xe ngồi hoặc là mò mẫm những cái chức năng ở trên xe thì hôm nay mình cũng xin giới thiệu đó. Thì nói chung mình thì mình cũng không có gành nhiều, mình biết cái nào là mình nói cái đó thôi, nên là các bạn nào mà có gành về xe thì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Ok, thì hôm nay các bạn chờ lâu nên giờ ta sẽ bắt đầu vào cái review xe luôn nào, let's go. Ok các bạn, thì mới vô chắc chắn phần mà các bạn sẽ quan tâm đầu tiên là cái một cái vô lăng các bạn. Thì cái vô lăng của dòng Vios các bạn biết là một trong những cái dòng mà nó là dòng tầm trung. Phải gọi là tầm trung hết nhờ. Nên là các bạn biết vô lăng nó thì nó không có nút này nọ trên vô lăng. Nút điều khiển ấy không có. Nó chỉ có một cái vô lăng này với lại phía giữa là cái kèn thôi. Và một cái logo của Toyota. Đó, logo này như mình thấy là như nó kết hợp giữa chữ T nè các bạn, chữ T nè, đây, đó. Và chữ Y, chữ vô các bạn, vô là chữ Y dài, đó, xuống đây, và chữ ta là chữ T nữa. Mình nghĩ là nó kết hợp như vậy, mình không biết như thế nào. Đó, tiếp theo là chúng ta các bạn thấy nó sẽ có một cái đồng hồ ở đây. Một cái đồng hồ của Vios đó các bạn thấy là nó khá là đặc trưng luôn. Nó sẽ gồm có 3 cái vòng tròn nó kết hợp vào nhau. Đó, các bạn nhìn, nói chung các bạn nhìn vô xem các bạn thấy 3 cái vòng tròn ấy trên cái đồng hồ này, vậy là các bạn biết chắc chắn nó là xe Vios rồi, Vios của Toyota. Đó. Thì đó là cái đồng hồ, chúng ta sẽ có đồng hồ tốc độ. Bên này chúng ta sẽ có đồng hồ tua máy. Và bên này sẽ là đồng hồ xăng, F là đầy xăng, E là hết xăng đấy các bạn. Đó. Và bây giờ mình sẽ chắc phải đề máy cho các bạn xem thì mình đang có trên tay là cái chìa khóa. À đây, các bạn thấy không nhỉ? Ok, mình đã đề máy rồi nè các bạn. Máy đã bắt đầu khởi động thì các bạn thấy cái phần màn hình nó đã thông báo. Ok, hiện tại là đã xe mình đã được đề máy rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem từ bên trái và bên phải nha. Đầu tiên là phần cửa đi. Đấy, cửa chúng ta sẽ có khá là nhiều nút, nhưng mà cho các bạn nhìn các bạn cũng đã biết rồi. Đầu tiên 4 nút này là 4 nút để hạ cái cửa kính. Đó, các bạn đè xuống thì nó sẽ hạ. Còn bạn gịch lên thì nó sẽ là đóng cửa kính. Và đặc biệt cái phần chỗ tài xế nó sẽ có chữ auto này, là các bạn biết là cái gì không? Tức là khi các bạn chỉ cần bấm xuống một cái thôi là cửa nó sẽ tự động mở xuống luôn. Đó, các bạn không cần đè và giữ nữa. Đó, rất là thuận tiện cho người tài xế khi lái xe. Ví dụ mình muốn mở cửa thì nhiều khi đè xuống nó mất thời gian nữa, chỉ cần bấm một phát là nó mở luôn. Đó, nhưng mà tại mình hiện tại đang ngồi trong xe, mình sợ mở thì nó gây tiếng ồn cho các bạn nên thôi mình không mở cửa sổ. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có mấy cái nút trên này, đó là nút gì? Đó là nút một cái chìa khóa mở và một cái chìa khóa đóng. Tức là cái này nó để là dùng cho để khóa cái kính. À không, cái này phá cửa chứ nhỉ? Phá cửa mới đúng. Lộn mấy cha, này là phá cửa. Bạn bấm vào thì ở phía ngoài nó sẽ không mở cửa được. Đó. Còn các bạn muốn mở ngoài mở cửa được thì các bạn mở khóa này. Đó, mở này ra. Đó. Như vậy là xe đã được mở khóa. Và chúng ta sẽ có luôn cả một cái nút này, là cái nút hình như là khóa cái cửa kính lên xuống đấy. Cái này mới đúng nè. Ok. Phần này thì chúng ta sẽ có một số nút để chỉnh cái gương hậu. Chúng ta sẽ có chữ L và chữ G, nó tương ứng với chữ lép và chữ gai. Lép là bên trái, còn gai là bên phải. Đó, đây các bạn mở kính này nè. Hiện tại là mình đã đóng lại rồi, bây giờ mình sẽ ấn cái nút này để mình mở cái kính này, nó sẽ bung ra các bạn. Ok, mình sẽ bấm nè, bấm vô. Đây, cái kính nó sẽ tự động đi ra luôn. Đó, hay không? Bây giờ nó trên này nó sẽ có 4 cái mũi tên tương ứng để chúng ta chỉnh cái hướng lên xuống hoặc là qua lại của nó. Mình muốn chỉnh cái gương bên trái này đi,
thì mình sẽ chọn led, bấm nút led trước. Rồi mình sẽ chỉnh, ví dụ muốn cho nó lên nè. Đó, cho nó xuống nè. Đó, đi ra ngoài nè, quay ra ngoài nè. Quay vô trong nè. Đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh bốn cái nút này. Đó, khi điều chỉnh xong thì các bạn chỉnh nó về giữa lại. Các bạn muốn đóng cái kính lại thì các bạn bấm vào nút này một phát nữa thì nó sẽ đóng lại. Đấy, quá dữ. Ok, thì đó là cái phần kính và lại là cái phần cửa của chúng ta. Đó. Và đặc biệt như này nó sẽ dưới cái chỗ ngồi của tài xế nó sẽ có hai cái nút, hai cái lẫy. Một cái lẫy là để mở cái chỗ mà đổ xăng ấy các bạn. Đấy, đó là một cái lẫy để mở cốp thì các bạn chỉ cần gịch lên là mở thôi. Tại mình ngồi trong xe thì mình không có mở lên làm cái gì. Nên thôi mình chỉ nói cho các bạn biết thôi, chứ cần gịch lên các bạn nắm vào cái lẫy này nè. Đây bạn nắm vào đây gịch lên là nó sẽ mở, còn đây. Ở đây là nó sẽ gịch như thế này. Đó, nó sẽ mở cái cốp sau. Đó. Còn cái bên này thì chúng ta sẽ có ba cái chân, chân gôm, chân thắng và chân ga. Thì các bạn biết xe này là xe số tự động các bạn, nên chúng ta sẽ có ba chân như vậy. Đây là cái cần số nữa nè, chúng ta sẽ có số 1, 2, 3, 4, 5 và số G là số ga các bạn. Đó. Xe số sàn thì chắc chắn nó sẽ có cái chân côn. Đó, chứ xe số tự động thì nó không có chân côn. Là như vậy. Rồi, đây là một cái thắng tay, cái này cho các bạn biết rồi đúng không? Muốn hạ xuống thì bấm vào đẩy xuống. Khóa đây thì kéo lên. Là như vậy. Rồi, gì nữa nhỉ? À, chúng ta sẽ quay tới cái màn hình đi. Đây là cái phần điều khiển của xe, âm thanh các kiểu. Đó, cái này chắc mình cũng không giới thiệu nhiều đâu. Với lại mình cũng không có gành nhiều nữa. Cái này thì chúng ta có thể là sử dụng được Bluetooth các bạn, tức là kết nối điện thoại với lại là chiếc xe để mình mở nhạc trong điện thoại và xe nó tự động bật âm thanh cho mình. Đó. Cái nút volume ở đây để dặn lớn nhỏ nè. Trên này chúng ta sẽ có nút tắt và mở cái màn hình này. À, bên này chúng ta sẽ có một cổng USB. Cổng USB để mở nhạc trong USB. Quá ngầu. Đây là cái ổ đĩa chúng ta các bạn. Thì ổ đĩa, muốn lấy đĩa ra thì chúng ta chỉ cần bấm cái nút này nè. Là đĩa nó sẽ ra. Đút vô thì các bạn đút vô cái lỗ này tự động vào à, khỏi cần bấm gì cả. Hay là như vậy. Ok. Thì đó là cái phần điều khiển âm thanh của chúng ta. À, bây giờ chúng ta xuống phần dưới này. Phần dưới này thì chắc các bạn nào mà nói chung đi xe các bạn cũng đã biết là nó là một trong những cái mà bắt buộc phải có trên xe. Đó là cái phần điều chỉnh máy lạnh các bạn. Phải gọi máy lạnh cho nó dễ, các bạn dễ hiểu. Đầu tiên sẽ có một cái núm này. Đây, núm điều chỉnh này nó sẽ điều chỉnh lạnh và nóng. Màu xanh là lạnh, màu đỏ là nóng. Còn bên này ở giữa thì chúng ta sẽ có cái điều chỉnh gọi là speed, tức là cái tức là máy lạnh nó muốn gọi là sao nhỉ? Chả biết gọi là sao luôn. Tức là các bạn chọn số nhỏ thì cái máy lạnh nó sẽ nhẹ, các bạn chọn số bự thì máy lạnh nó sẽ bự. Bự quá. Lạnh gung người hết các bạn. Ok. Và cái thứ ba này, chúng ta cái lẫy này nó sẽ chọn cái vị trí của cái gió của máy lạnh nó phà vào. Ví dụ đang là ở đây thì các bạn thấy thì cái mũi tên nó chỉ vô cái bản mặt của người tài xế, thì tức là cái hướng máy lạnh nó sẽ chỉ vào mặt người tài xế các bạn. À, còn cái thứ hai này là vừa chỉ cho cái bản mặt là tài xế, còn chỉ xuống cái chân nữa. Mát lạnh cả mặt và chân. À, và cái cuối cùng, đây là cái cuối cùng, cái khá là đặc biệt. Đây các bạn thấy không? Đây. Bây giờ mình quay có dính không nhỉ? Đây, cái cuối cùng là cái khá là đặc biệt, đó là cái phần gọi là nó sưởi ấm. À, nó sưởi lên cái gương. Tức là cái phần gió nó sẽ lên từ cái phần đầu gương, nó sẽ lên đây nè. Trong trường hợp các bạn đi buổi tối, thường là buổi tối các bạn đi nó sẽ sương mù, nó sẽ dính lên cái gương mình ấy, thì nên sẽ bật qua chế độ này để nó sửa cho nó trong cái gương lại. Đấy, bây giờ mình bật lại cái phà xuống vô mặt cho nó mát chứ nhỉ. Một tay cầm điện thoại, một tay điều chỉnh khó thật. À, phía dưới này chúng ta sẽ có một số nút như là đây có cái nút sửa gương luôn nè. Là khi các bạn bật thì nó sẽ sửa gương luôn. Còn bây giờ buổi sáng thường nó không có sương mù đâu, nên thôi khỏi. Dưới này nó sẽ có một cái lẫy qua lại. Cái lẫy này để kiểu là nó để điều chỉnh hướng gió, cái nguồn gió các bạn.
tức là các bạn muốn lấy gió từ trong xe nó tự tạo ra thì các bạn lấy bên này, còn các bạn muốn lấy không khí hoặc gió từ bên ngoài nó đưa vào thì các bạn gạt qua đây. Còn đây là cái AC, tức là cái điều chỉnh bật tắt máy lạnh. Khi các bạn thấy đèn nó lên là các bạn đang bật đấy, các bạn bật máy lạnh đấy. Còn bây giờ tắt nè thì nó chỉ là quạt gió bình thường thôi. Đấy, bây giờ bật lên đi. Nói chung thì các bạn nhìn thấy chữ AC trên cái chỗ nào thì các bạn biết đó là cái chỗ bật máy lạnh rồi. À, một cái chỗ đó mà mình quên nói, đây là một cái nút. Nút này các bạn nhìn nó biết đúng không? Trong ETS 2 nó là cái nút F đấy các bạn. Tức là bật cái đèn ưu tiên. Khi bạn bấm vào nè, đó, hai đèn nó sẽ chớp. Đó. Còn gì nữa không nhỉ? Dưới này nó sẽ có một cái cổng điện. Mở làm sao mà đây. Nhưng mà hiện tại không xài được. Phải có một cái cổng chuyển qua USB nữa mới có thể sạc điện thoại các kiểu được. Bây giờ thì không được. Còn đây là kẹo cun nè. Cái này không liên quan, dẹp đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần vô lăng của chúng ta nha các bạn. Cái vô lăng chúng ta sẽ có hai cái gảnh. À nhầm. Hai cái cần ở hai bên này. Hai cần này nó sẽ tương ứng với bên trái tức là đèn, còn bên phải là gạt mưa. Đó, xe nào cũng vậy thôi, Việt Nam là xe nào cũng vậy luôn ấy các bạn. Đó, bây giờ nói chung thì đèn này mình cũng không giới thiệu nhiều. Gạt lên thì nó sẽ là nhanh phải, còn gạt xuống thì nó sẽ là nhanh trái. Đó, này là xe nào cũng vậy. Và đặc biệt xe này nó sẽ có thêm nhiều cái chế độ đèn để bật các bạn. Ví dụ như là đặt đèn sương mù nè. Gì nữa nhờ, đèn pha nè. Ui, này buổi sáng mình sợ bật nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nói chung các bạn muốn nhá đèn thì các bạn giật lên như thế này nè, đúng không? Mình không muốn nhá nó chứ, đèn đậu giữa đường nhá đèn chúng chữ chết. Ok, đèn các bạn cũng đã hiểu rồi đúng không? Chúng chỉ cần dặn hết lên là dặn lên trên hết như vậy nè thì nó sẽ bật cái đèn pha đi buổi tối các kiểu đấy. Giờ chúng ta quay qua phần gạt mưa đi. Mưa đầu tiên nó sẽ có một cái lãi như thế này. Khi các bạn gạt lên thì cái càng gạt mưa của chúng ta nó sẽ gạt một lần. Còn các bạn gạt xuống thì nó sẽ có hình như là hai chế độ, một chế độ là gạt bình thường như vậy. Đó, là lâu lâu gạt một cái, còn gạt liên tục thì các bạn gạt xuống một phát nữa. Đó, sẽ gạt liên tục như thế này. Và cái tốc độ gạt cũng có thể điều chỉnh được luôn nè các bạn. Đây, bằng cái lãi này. Đó. Đây là kiểu là lâu lâu mới gặp phát nè, còn này nó nhanh hơn. Đó, là như vậy. Đó, thì nói chung thì cái nội thất của chiếc xe này nó cũng khá là đơn giản. Đơn giản thật sự. Đấy, không có gì phức tạp cả. Và cái xe này đang là dòng không có cái màn hình cảm ứng nên là cái mình có lắp một cái gọi là một cái màn hình để màn hình gì nhỉ? À, màn hình vía xe các bạn. Bằng kinh trần là chúng ta sẽ có phần đèn các bạn. Đây là đèn trong xe. Đây, có thể có đoạn bài hãy bật bằng trên bấm trực tiếp cho cái đèn luôn. Là một cái phần che nắng cho tài xế, che nắng chói ấy. Như có cái gương nè, có cái gương nè. Ui, ai trong gương vậy các bạn? Ui, đẹp trai phải rồi. Ui, đóng nó đi, để không hơi tụi nó thấy. Đây có một cái tay nhịn nè. Thì xe này nó có tổng cộng là 4 ghế các bạn, một ghế phụ bên này, còn cái ghế phía sau và nó hơi bừa bộn một tí, tôi thấy đồ hơi bừa bộn một tí nên thôi bỏ qua phía sau nó luôn đi. Ok các bạn, thì như vậy thì mình cũng đã vừa giới thiệu cho các bạn xem sơ sơ cái nội thất của chiếc xe Toyota Vios xong. Đó, thì các bạn có thấy nó đơn giản không? Đó, các bạn nhiều khi các bạn nào giờ chưa thấy xe thì các bạn ồi lên xe nhìn thấy nó nhiều nút rồi không biết lúc nào cả. Đó, nhưng mà thật ra đối với cái dòng xe Toyota Vios này thì nó khá là đơn giản, các tính năng trên xe nó khá là dễ dùng luôn ấy. Tại vì nó là dòng xe gọi là xe chung mà, xe gọi là xe bình thường đúng không ấy, nên nó không có trang bị nhiều cái tính năng kiểu là mấy người tài xế hay gọi là trang bị nhiều đồ chơi cho xe đấy. Đó, thì nếu có dịp nào mình có cơ hội mà gọi là lên được những cái chiếc xe mà nó nhiều đồ chơi thì mình sẽ review cái xe nó độc đáo cho các bạn xem, chứ thật ra con này nó không có gì đặc biệt.
nhưng mà cho các bạn biết sơ sơ như vậy đấy. Đó, thì các bạn có thấy thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like. Còn nào mà chưa đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha. Và các bạn thích mình kiểu là làm những cái video mà review xe như thế này nữa thì các bạn cứ comment phía dưới mình biết. Những cái chiếc xe nào các bạn muốn mình review thì comment. Còn ai có xe thì có thể đem lên nhà tôi review luôn. Đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn mọi người vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.